Thoạt nhìn thì chúng ta thấy cái hình này coi như là đã đạt, nhưng mà với cách làm của dân nhà nghề thì vậy vẫn chưa ok, bởi vì cái nét nó vẫn chưa đanh. Bạn có thể tăng cường cho nét đanh hơn nữa bằng hai cách sau đây. Cách một, bạn có thể dùng trực tiếp phần mềm nhà nghề là PowerTouch Sharpnet, dùng thẳng luôn phần mềm này. Bạn hãy coi đây, đây chưa nét, buông ra thấy nét hơn nè, nét hơn, đanh hơn nhiều, đanh hơn rất nhiều. Muốn giảm là độ nét, bạn chọn chỉnh ở chỗ là Sharp Image, bạn cho là còn 90 thôi, 80-90% thôi. Mà đánh số thì cũng được. Rồi bạn nhấn OK, Apply ở đây. Rồi lấy hình nó trông lên và đanh lên rất là nhiều. Hình này là hình chưa có na sáp, đây đâu có sáp rồi. Bạn coi thứ nhất là cái những cái chân mày, những cái lông mi và cặp mắt nó trông lên, nó trông vắt và nó nét hơn. Và bạn coi cái tóc nè, nó lên sợi rất là đã. Đó là trường hợp chúng ta có phần mềm nhà nghề để chúng ta làm. Còn nếu như chúng ta không có phần mềm nhà nghề chúng ta làm thì chúng ta làm kiểu như sau. Bạn sẽ nhân bản lớp mình lên một lớp. Chọn đây là hạt like. Sau đó bạn chọn trên đây Order High Pass. Chúng ta tùy theo cái độ nét ta cần thì nó cho, chẳng hạn như trong trường hợp này, nếu chúng ta muốn cho 3 thì nó nét như thế này đây. Chúng ta cho bớt xuống những cái chỗ trắng là chỗ nó sẽ nét. Bạn coi, bạn nhấn nè, bạn cho lại khoảng cỡ 2 thôi, nhấn OK. Bạn coi nè, nếu bình thường không có nó nè, có nó là nét hơn nè. Nhưng bù lại đó, cách làm này nó làm cho hình mình nó bẩn, mình có thể làm giảm bớt cái này xuống còn 70-80% thôi, nó đỡ bẩn hơn chút. Nhưng mà xét về cái cách làm này thì nếu ta không hết bẩn chỗ này thì bắt buộc ta phải tạo mặt nạ ở đây, và chúng ta sẽ bôi lên, tô lên trên phần da, coi như là không cho nó ảnh hưởng tới phần da, độ nét không ảnh hưởng đến phần da, chỉ ảnh hưởng đến những chi tiết chính mình thôi. Nhưng mà làm như vậy thì ta mất thời gian và nó chậm hơn rất nhiều, thì so với cách làm nhà nghề thì nó đã hơn nhiều. Bạn hãy xem đây, nếu như với cách làm của sắp nét hồi nãy, tôi sẽ bỏ cái lớp này đi nha, tôi cho hiệu ứng này vô nè. Bạn coi cách làm này thì cái nó nét nhưng mà nó không làm đen cái hình. Còn với cái cách làm như trên này, cách làm này nó đen hình, này nó không đen hình, hai khác nhau, mà có hai khác nhau hoàn toàn. Thì tôi khuyên lúc nhất là nên dùng cái phần mềm là PowerTouch để làm nét thì nó đẹp hơn rất là nhiều.